Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghiên cứu về cái đề tài đó là công thống nhất đất nước hay tội thống nhất đất nước. Vậy thì trước khi nghiên cứu cái đề tài này thì chúng ta sẽ thông qua một cái tiền đề. Một cái tiền đề đó là gì? Đó là các bạn phải bảo đảm rằng là các bạn đã xem cái video có tên là Khi nào thế giới không còn chiến tranh. Bởi vì trong cái video đó thì mình đã làm rõ một số cái khái niệm nhất định. Và trong cái video này thì mình sẽ không có nói lại. Trước hết chúng ta nói sơ về dân chủ và vua chủ. Thì dân chủ có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả mọi người khi sinh ra thì mặc nhiên đã có cái quyền làm chủ đất nước. Họ mặc nhiên là họ có cái quyền công dân, cho nên mới gọi là dân chủ. Và những người chủ đất nước đó, họ sẽ bầu ra, họ sẽ chọn ra cái người lãnh đạo. Và với cái hình thức là những cái người chủ đất nước, họ đóng góp tiền lại để mà thuê cái người lãnh đạo, thuê cái bộ máy nhà nước. Thì đó là cái khái niệm về cái xã hội dân chủ. Và chúng ta lưu ý rằng là cái quyền dân chủ này là cái quyền mặc định, cái quyền đương nhiên rồi, không cần phải viết trong hiến pháp. Không cần phải viết trong hiến pháp, bởi vì đó là quyền mặc định, không cần viết thì đó đương nhiên nó vẫn là đúng, là người dân có quyền làm chủ đất nước. Và trong cái xã hội vua chủ thì sao? Thì xã hội vua chủ thì các bạn, như hồi nãy mình nói là các bạn chịu khó xem lại cái video Khi nào thế giới không còn chiến tranh, thì xã hội vua chủ có thể tóm tắt như sau. Đó là có một cái con khỉ đại ca, nó tự xưng nó là đại ca, nó tự xưng nó là vua, và nó cướp đoạt cái quyền công dân của người ta, nó cướp đoạt cái quyền làm chủ đất nước của người ta, cho nên nó mới hình thành cái xã hội vua chủ. Như vậy chúng ta hiểu, vua chủ không có nghĩa là ông vua làm chủ đất nước. Chúng ta lưu ý, vua chủ không có nghĩa rằng là vua làm chủ đất nước, mà vua chủ chính là cái tên gọi mà thôi. Còn người chủ thật sự của đất nước là công dân, là người dân mới đúng. Nhưng mà vì sao? Vì cái con khỉ vua chủ nó đã cướp cái quyền, con khỉ vô chủ nó đã cướp cái quyền làm chủ đất nước của công dân, cho nên cái tên của nó là cái tên vua chủ, chứ không có nghĩa rằng là ông vua có quyền làm chủ. Rồi như vậy thì chúng ta đã thống nhất được cái tiền đề này rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ bàn tiếp. Thì chúng ta sẽ làm rõ cái chủ đề công thống nhất đất nước hay tội thống nhất đất nước. Thì thông qua một cái câu chuyện, đó là ngày xưa rất lâu rồi, ở một cái đất nước hình đầu bò. Ở cái đất nước hình đầu bò lúc đó nó có tất cả là 7 nước. Thì nó có 7 nước mang tên là A, B, C, D, E, F, G. Và 7 nước này đều bị cai trị bởi 7 cái con khỉ vua chủ. 7 cái nước này nè đều bị cai trị bởi 7 cái con khỉ vua chủ. Chúng ta nhắc lại, con khỉ vua chủ là nó cướp cái quyền làm chủ của công dân, và nó tự xưng nó là khỉ vua chủ, chứ không phải là bản thân nó có cái quyền làm chủ. Chúng ta lưu ý chỗ đó. Và cái con khỉ vua chủ A này nè, cái đất nước A này nè, tức là cái đất nước hình đầu bò ngày xưa, nó gồm có 7 nước, và trong đó cái nước A là mạnh nhất. Thì cái nước A này nó có một cái mưu đồ nham hiểm, đó là gì? Đó là gom hết tất cả những cái nước kia lại, đánh chiếm hết tất cả những nước kia lại. Và cái chiến lược của cái con khỉ vua chủ A, đó là cái con khỉ này nè, nó mới dùng một cái chiến lược mang tên là xa thân gần đánh. Thì xa thân gần đánh có nghĩa là ở những cái nước xa này nè thì giả bộ làm thân để mà quánh cái nước ở gần đó. Thì tại vì sao nó phải có cái chiến lược là xa thân gần đánh? Bởi vì thì các bạn lưu ý là 6 cái nước còn lại, khi mà nó nhìn thấy cái nước A này mạnh quá, thì nó bắt đầu là 6 cái nước này nè, nó mới liên kết lại thành một cái liên minh. Và nó dựa theo cái học thuyết gọi là thuyết hợp tung. Thuyết hợp tung để mà nó liên kết lại với nhau, để thành một cái liên minh mạnh, để mà đối trọng với lại cái nước A. Thì cái nước A nó muốn phá vỡ cái liên minh này thì cũng dễ thôi. Bởi vì sao? Bởi vì nhân chi sơ tính bổn ác. Các bạn nào mà không hiểu cái câu nhân chi sơ tính bổn ác,
thì các bạn chịu khó các bạn lên YouTube, các bạn xem những cái chuỗi video bài giảng của mình là về thuyết tính ác. Mình có một cái series bài giảng về thuyết tính ác, trong đó mình chứng minh là nhân tri sơ tính bổn ác. Có nhiều người ngụy biện, họ nói là nhân tri sơ tính bổn thiện, cái đó là ngụy biện. Như vậy thì những cái sáu quốc gia này mặc dù nó hợp tung với nhau tạo thành cái liên minh, nhưng mà thực sự ra là bản chất của những cái con khỉ vua chủ đều là những cái con khỉ nham hiểm. Tại bản chất của những con khỉ này là những con khỉ ăn cướp. Nó đi ăn cướp cái quyền chủ đất nước của người ta, ăn cướp cái quyền công dân của người ta. Nó tự xưng nó là vua. Cho nên là bản chất nó là ăn cướp, bản chất của nó là tham lam, tham ác, tham tàn, tàn bạo, nham hiểm, bỉ ổi, vô liêm sỉ. Cho nên là vì cái bản chất là cái bản chất ác, cho nên muốn phá vỡ cái liên minh này thì cũng khá là đơn giản. Cho nên là cái con khỉ vua chủ ở cái nước A này nè, nó mới muốn phá vỡ liên minh thì nó chơi cái chiêu gọi là xa thân gần đánh. Có nghĩa rằng là cái thuyết của nó là gọi là cái thuyết liên hoành. Tại vì sáu kia gọi là hợp tung, thì cái thằng này nó mới đưa ra cái thuyết thứ hai gọi là cái thuyết liên hoành. Đó. Thì bằng cách là nó mới gom dàn mỗi một cái quốc gia này nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Chúng ta có 5 cái quốc gia, 1, 2, 3, 4, 5, đúng không? Mỗi quốc gia này nó đem nó lợi, nó tặng cho một xe vàng. Mỗi quốc gia có một xe vàng, chỉ riêng cái quốc gia này không có. Thì bắt đầu là khi 5 cái quốc gia này, mặc dù là ban đầu là 6 quốc gia liên minh lại, nhưng mà 5 quốc gia này mỗi quốc gia nhận một xe vàng của nó rồi, nhận tiền của người ta rồi. Cho nên là cái con khỉ vua chủ ở cái nước A này nè, nó mới dẫn quân qua, nó quánh cái con khỉ vua chủ ở cái nước G này. Chúng ta lưu ý khi mà chiến tranh xảy ra thì là con khỉ của nước A nó muốn quánh chết cái con khỉ của nước B, nó muốn bắt cái con khỉ nước B, con khỉ vua chủ nước B, chứ không phải nó muốn quánh dân của nước B. Các bạn lưu ý cái chỗ đó. Có nghĩa rằng A mà quánh G, có nghĩa là khỉ vua khỉ nước A muốn quánh, muốn bắt vua khỉ của nước G, chứ không phải vua khỉ nước A muốn giết dân của nước G là không có. Nhưng mà đương nhiên rằng là cái con vua khỉ của nước G nó mới giả bộ, nó nói với lại dân của nó rằng là chúng ta phải có lòng yêu nước. Thật sự ra là sao? Yêu nước là sao? Yêu nước khi cái bộ máy nhà nước này, bộ máy nhà nước này nè, là phải do người dân người ta bầu ra, người ta chọn ra thì mới có yêu nước. Còn cái này á, là cái con khỉ G này, khỉ vua chủ G này nè, nó đâu nó chui ra, nó cướp cái quyền công dân của người ta, nó lên nó làm vua. Rồi nó ngụy biện rằng chúng ta phải yêu nước. Để chi? Để nó kéo quân và nó quánh lại cái vua khỉ của nước A. Nhưng mà nãy ngay từ đầu đã nói rồi là nước A này nó mạnh dữ lắm, cho nên vua khỉ nước A này quánh banh vua khỉ nước G. Mà những cái con vua khỉ này nè, nó ngồi ra đó, nó không thèm làm gì hết. Tại vì sao? Nó lụm tiền rồi, mỗi một nước lụm một xe vàng rồi. Gọi là xa thì thân, xa giả bộ làm thân, giả bộ thôi. Gần quánh, sau khi quánh xong rồi á, thì hai nước này nhập thành một. Và khi nhập thành một rồi á, thì đương nhiên khi quánh nhau á, thì quân hai bên đều thiệt hại. Quân hai bên đều thiệt hại. Thì cái con khỉ này nè, sau khi nó chiến thắng rồi á, nó giết vua khỉ của nước G. Bạn thấy tàn bạo chưa? Giết chết vua khỉ nước G, quân lính chết kinh khủng khiếp. Xong rồi á, nó lại tuyển thêm quân. Thứ nhất là nó gom hết những cái quân của nước G nè, nó gom lại nhập vô cái quân của nó. Đồng thời nó tuyển thêm nhân dân của nước G nè, nó bắt người ta phải đi lính. Nó bắt người ta đi lính, nó thành một cái đội quân hùng hậu. Bắt đầu nó chuẩn bị thêm 4 xe vàng nữa. Nó cho 4 nước này 1, 2, 3, 4, 4 xe vàng. Thì mỗi nước này hồi nãy nhận xe rồi phải không? Bây giờ nhận thêm xe nữa. Thì 4 nước này mới làm ngơ để cho cái con khỉ A này nè, con khỉ vua chủ A nè, nó quánh cái con khỉ vua chủ B. Đó, bởi vì sao?
Liên minh đã bị phản bội. Liên minh đã bị phản bội bởi vì sao? Vì những cái con khỉ này nè, nó tham vàng. Mà đương nhiên rồi, nhân chi sơ tính bổn ác. Huống chi đây đâu phải nhân đâu, đây là khỉ. Đây đâu phải nhân đâu, đây là khỉ vô chủ. Thế còn ác dữ nữa. Cho nên á, là cái con khỉ A này nó thôn tính được cái nước B này, thì bắt đầu nó mới đòi lại cái xe vàng mà hôm trước nó cho. Bắt đầu nó chuẩn bị thêm 3 xe vàng nữa. Nó lại nó cho nước F, nước E, nước D. Thì nước F, nước E, nước D này bắt đầu làm ngơ. Để chi? Để cho cái con khỉ vua chủ nước A nè, nó mới gom lính tàn quân ở đây. Nó gom lính tàn quân ở đây. Ai chết thì nó đem nó đào lỗ nó chôn. Bây giờ nó gom hết tàn quân, tẩy thêm quân lính nữa. Bắt đầu nó tấn công vào nước C. Nó tấn công nước C này rồi á, nó đòi lại 2 xe vàng mà hôm trước nó cho. Thì ba nước D, E, F này mới hoảng hốt giật mình, nhận ra cái mưu đồ của cái con khỉ vô chủ A này. Nhưng mà đã quá muộn rồi. Nó đã chiếm hết 4 nước rồi. Nó đã chiếm hết 3 nước rồi. Cộng thêm cái nước của nó là 4 nước. Thì còn ba nước này muốn chém lúc nào chém, muốn giết lúc nào giết, rất là đơn giản. Và cuối cùng là cái con khỉ vô chủ nước A này, gọi là nó giết được 6 nước, gồm Thâu Lục Quốc, thống nhất cái đất nước Đầu Bò. Thống nhất được cái đất nước Đầu Bò. Và khi cái con khỉ vua chủ A này nè, nó thống nhất được cái đất nước Đầu Bò rồi đó, thì nó kêu một cái thằng Sử Nô. Cái thằng Sử Nô, tại sao gọi là Sử Nô? Tại vì cái thằng này á, là không có viết về, đứng về phe của, đứng về cái lập trường của cái người chủ đất nước thật sự là người dân. Người dân là người chủ thật sự của đất nước. Nhưng mà cái con, cái thằng Sử Nô á, nó không có viết sử mà đứng trên lập trường của người chủ đất nước, mà nó viết sử để binh vực, để biện hộ cho cái con khỉ vua chủ A này. Tại cái con khỉ vua chủ A này nó kêu một cái con khỉ Sử Nô viết rằng là con khỉ vua chủ A này có công. Trong khi nếu nhưng mà đứng trên lập trường của người chủ của đất nước thì chúng ta sẽ nhìn thấy một câu chuyện khác. Chúng ta thấy rằng có rất là nhiều cặp vợ chồng đang sống yên bình hạnh phúc, đang trồng lúa nước, đang săn bắt hái lượm, đang cùng nhau trồng cây, tưới rau, dịch giải, đang làm cái nghề dạy học, đang sống yên bình hạnh phúc. Tự nhiên đầu tiên á, là cái con khỉ vua chủ ở nước G này nè, nó mới tuyên truyền cho dân của nó rằng chúng ta hãy lên đường đặt cái con khỉ vua chủ A để bảo vệ cho cái vị trí mà cái con khỉ vua chủ G này nó đã cướp được từ cái người chủ. Nó bắt thằng chồng đi lính ra chiến trường, chết luôn mày đó. Rồi cái con khỉ vua chủ A này nó đem quân qua, nó quánh, nó cướp, nó hiếp, nó giết. Và trong đó có một cái thằng lính của cái con khỉ vô chủ A này, nó thấy đàn bà con gái mà ở nhà mình, tại vì đàn ông ra trận hết rồi, chết hết rồi, bây giờ á, lính này nó tràn vô, nó cướp, nó hiếp, nó giết và gây bao đau thương tan tóc, gây đẫm máu, gây bất hạnh cho những cái người chủ thật sự của đất nước. Và cái hành động của cái con khỉ vua chủ A này là một cái hành động vô cùng man rợ. Tại sao
bảy nước không ngồi bắt tay lại với nhau, không ngồi đưa ra một cái thỏa thuận win-win. Nước A này chuyên môn thuận lợi, điều kiện tự nhiên thuận lợi để sản xuất lúa thì chuyên sản xuất lúa. Nước B này điều kiện thuận lợi để dệt vải thì dệt vải, chuyên dệt vải. Hai nước này trao đổi với nhau, quá tuyệt vời. Nước E này chuyên có dầu mỏ, đào dầu mỏ lên bán cho mấy nước còn lại xài, chia sẻ. Đó là một cái hợp tác win-win, một hợp tác tất cả cùng thắng. Nhưng không, vì nhân chi sơ tính bổn ác, cho nên cái con khỉ vua chủ tàn bạo dã man này nó quánh hết sáu nước còn lại, gom người ta lại, mặc cho dân tình, mặc cho những người chủ thật sự của đất nước chết tan thương tan tóc, thảm sát. Và sau khi nó cướp được chính quyền, sau khi nó cướp được chính quyền rồi, nó bắt người ta xây vạn lý trường thành, nó bắt bao nhiêu người phải è cổ ra xây vạn lý tường thành cho nó để bảo vệ cái cung điện của nó. Nhưng mà rồi thử hỏi nó có tồn tại được bao lâu, vì cái sự tàn bạo, cái sự dã man, sự bất nhân, cái sự phản tiến hóa, phản nhân loại, cái sự diệt chủng của nó mang một cái tội ác đầy trời. Cái tội diệt chủng đầu tiên là phát động chiến tranh bạo lực. Nếu như bây giờ những nước ngồi nói chuyện, nếu muốn gom lại, có thể ngồi nói chuyện, đưa ra một cái thỏa thuận chung gọi là hòa hợp, hòa giải dân tộc. Nhưng không, nó dùng chiến tranh bạo lực. Nó không học theo cái gương của cụ Phan Châu Trinh, nó không học theo cái gương của Nelson Mandela, nó không học theo cái gương của Mahatma Gandhi, nó không học theo cái gương của Martin Luther King, nó không học theo cái gương của Malala. Nó phát động chiến tranh bạo lực đẫm máu, gọi là bạo lực cách mạng, để cướp chính quyền. Và nó gây bao đau thương, bao tan tóc, bao đổ máu cho đồng bào của nó, cho những người chủ thật sự của đất nước. Nó đúng là một tên cướp man rợ, dã man, độc ác, tàn nhẫn, bất nhân. Nó thảm sát con người, rồi nó bắt người ta xây vạn lý tường thành, không trả một đồng lương nào. Nó coi đó là nghĩa vụ, nó nói đó là nghĩa vụ quân sự, nó nói đó là nghĩa vụ. Trong khi người ta là người chủ đất nước, nó kêu người ta đi làm cái vạn lý tường thành thì lẽ ra nó phải trả lương xong hẳn. Nhưng không, nó bắt người ta làm. Ai mà bệnh hoạn nó quất, ai mà mệt mỏi ngồi nghỉ chút xíu nó quánh cho tới chết. Nó chôn xuống tại những cái hầm mà dọc theo cái công trình vạn lý tường thành của nó, một cái dài 6.400 km, vô cùng kinh khủng khiếp, chết hàng triệu người, hàng chục triệu người, vô cùng đẫm máu, vô cùng tan thương. Vậy mà những thế hệ sau vẫn không tỉnh ngộ, không tỉnh ngộ. Người ta tự hào rằng vạn lý tường thành là kỳ quan thế giới, không tỉnh ngộ được, không thức tỉnh được. Như vậy thì nếu đứng trên lập trường của dân chủ, đứng trên lập trường của một người công dân, thì cái con khỉ vô chủ này nó thật là man rợ, nó thật là nhẫn tâm, nó thật là bỉ ổi, vô liêm sỉ, độc ác, tàn nhẫn, đáng phải quyền rủa, đáng phải lên án, không đáng để ca ngợi, không đáng để thờ cúng, không đáng để làm tượng đài. Nó không xứng đáng để mà người ta xây tượng đài cho cái con khỉ vô chủ này.
Bởi vì nó quá dã man. Nó quá dã man. Nhưng đứng trên lập trường của nô dân thì sao? Bởi vì có những người họ được sinh ra là thân xác của một người, có linh hồn của con người, có quyền công dân, có đầy đủ quyền công dân, nhưng mà bị cái con khỉ này nó cướp rồi. Nhưng mà có những người lúc đó họ vẫn còn cái tinh thần của một người công dân. Họ sẽ đi đòi cái quyền công dân của họ lại. Và họ nhìn cái con khỉ vô chủ này thật là dã man. Nhưng cũng có những người có đầy đủ quyền công dân, bị cái con khỉ vô chủ này nó cướp đi rồi. Và họ cảm thấy bị cướp này là bình thường, là chấp nhận được, là cũng hợp lý, cũng hay. Họ chấp nhận một cuộc sống nô lệ. Họ thích làm một người nô lệ, mặc dù họ có quyền công dân, nhưng họ thích làm nô lệ. Họ thích có một cái con khỉ vua chủ này cai trị họ. Và họ gặp cái con khỉ vua chủ này, họ kêu muốn tâu bệ hạ. Họ có linh hồn của một nô dân, thì họ cảm thấy rằng ồ, cái con khỉ này nó có công. Nó có công gồm thâu lục quốc. Cái con khỉ này nó có công thống nhất đất nước. Cái con khỉ này nó có công lớn ghê. Nó gồm thâu lục quốc, nó thống nhất đất nước. Con khỉ này công lớn thiệt. Đó là lập trường của những người nô dân. Họ có quyền công dân, nhưng mà họ thích làm nô lệ. Cho nên họ thấy con khỉ A này, con khỉ vua chủ A này công thiệt là quá lớn, cần phải đáng tôn thờ, cần phải xây tượng đài, cần phải thờ nó, cần phải thần tượng nó, cần phải in hình nó lên tiền. Công lớn lắm, cho nên phải in hình nó lên tiền mới được. Thì đó là hai lập trường. Lập trường của công dân thì cảm thấy con khỉ này dã man. Lập trường của nô dân thì cảm thấy con khỉ này đáng để mà thờ cúng, đáng để mà quỳ lại, đáng để mà ngưỡng mộ, đáng để mà làm tượng đài, đáng để mà in cái hình của nó lên tiền. Vậy thì bạn là nô dân hay bạn là công dân? Chúng ta lưu ý, bạn là nô dân là cái việc của bạn, bạn là công dân cũng là cái việc của bạn. Nhưng chỉ có cái người có quyền phán xét đây là công hay tội, đó là người chủ đất nước. Chỉ có người chủ đất nước mới có cái quyền phán xét đây là công thống nhất đất nước hay là tội thống nhất đất nước. Còn cái con khỉ này nó không có quyền tự nhận nó là có công. Tại vì sao? Lịch sử là phải viết trung thực, viết sự thật, không được đưa quan điểm cá nhân vào. Nếu đưa quan điểm cá nhân vào thì đó không phải là lịch sử. Bởi vì cái chữ công và cái chữ tội nó là quan điểm cá nhân. Cái công nó là quan điểm cá nhân của nô dân. Còn nếu nó là tội, đó là quan điểm cá nhân của công dân. Quan điểm cá nhân của công dân thì đây là tội ác. Còn quan điểm cá nhân của nô dân thì đây là công lao. Như vậy thì chúng ta không được đưa quan điểm cá nhân vào trong cái lịch sử. Lịch sử phải trung thật. Còn nếu ai mà bóp méo lịch sử, đưa quan điểm cá nhân vào lịch sử, thì cái người đó gọi là sử nô. Sử nô chứ không phải sử gia. Và sử nô thì nó không có viết ra lịch sử, mà nó viết ra một cái sứ lịch sử bệnh hoạn. Vậy đâu phải lịch sử đâu. Sử gia là người ta viết sự thật, người ta không viết công hay người ta không viết tội. Sử gia là người ta viết cái này nè: ngày đó, tháng đó hoặc là năm đó, cái con khỉ vua chủ A này nó quánh hết 6 cái con khỉ kia, và nó gom 6, tất cả 7 cái nước này lại thành một cái nước hình đầu bò. Chỉ vậy thôi. Còn sử nô nó sẽ ghi gì nè:
là ngày đó, tháng đó, năm đó, con khỉ vua chủ A có một cái công rất lớn, đó là gom 6 cái nước kia lại thành một cái đất nước hình đầu bò. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy rằng đó là hai cách ghi khác nhau của một sử gia và một sử nô. Và nói tóm lại, cái người mà có quyền phán xét công hay tội, đó là người chủ thật sự của đất nước. Chỉ có những người chủ thật sự của đất nước là người công dân mới có cái quyền phán xét đây là công hay tội. Còn con khỉ vua chủ, nếu như nó tự nhận mà nó có công thì là nó đang ngụy biện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn khai phóng, khai minh trong con đường tìm ra sự thật. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.